Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Hùng Ebi Trên tay mình đây là chiếc Xiaomi Redmi 12C Một chiếc điện thoại mà hãng Xiaomi mới cho ra mắt trong những ngày gần đây Và nó đang rất là hot trên thị trường Hot bởi vì được anh em bàn luận rất là nhiều Thế cho nên là mình cũng sốt ruột và mình cũng phải kiếm nó về để review cho anh em Với chiếc Xiaomi Redmi 12C chúng ta sẽ có hai phiên bản Đó là bộ nhớ trong 64GB và một phiên bản nữa là 128GB. À, đồng thời đi theo đó là RAM 4GB và hai mức giá khác nhau à, đều là trên 3 triệu đồng. Và đây là củ sạc của chiếc điện thoại này. Đây là dây sạc. Củ sạc này có công suất sạc là 5V 2A tức là công suất sạc 10W. Có đây là cổng sạc micro đây là một cái chuẩn sạc rất là cũ và nhìn vào cái điều này thì rất nhiều anh em đã đánh giá rằng chiếc Xiaomi Redmi 12C là một bước đi lùi của chiếc Xiaomi Redmi 10C. Nó có đi lùi hay không thì mình sẽ chia sẻ trong một cái video riêng nhé. Rồi, ở trong video này thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ những cái thông số của chiếc điện thoại này và cái góc nhìn đánh giá của cá nhân mình. À, tất nhiên mình sẽ có một cái video đánh giá chi tiết nhưng cái điều đó thì để sau. Rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào việc nhé. Rồi mình sẽ nhắc lại một cách chi tiết hơn cái mức giá của chiếc điện thoại này. Chúng ta sẽ có hai cái mức giá dành cho hai phiên bản bộ nhớ 128 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Đó là 3 triệu 990 000 đồng và 3 triệu 590 000 đồng Đây là cái mức giá niêm yết cao nhất mình tham khảo được Còn những cái hệ thống khác thì người ta có thể người ta sẽ bán thấp hơn Tùy nơi bán tùy hệ thống Và mình nhắc lại một lần nữa Đối với máy chính hãng, bảo hành chính hãng thì anh em cứ chỗ nào rẻ nhất anh em mua đó anh em lưu ý chỗ này nhá bảo hành nó sẽ là như nhau mà thôi à, đó chỉ khác nhau trong 30 cái ngày đầu người ta sẽ bảo hành cho các bạn như thế nào đó chứ còn sau đó bảo hành hãng thì quy định đều như nhau hết và đây chúng ta sẽ có ba cái màu sắc để chúng ta có thể tùy chọn đó là màu đen này như trên tay mình đây đấy nó gọi là màu xám nhưng thực tế mình cứ gọi màu đen thứ hai là màu xanh dương và thứ ba là một cái màu xanh lá cây nó nhạt nhạt đi một chút đó anh em có thể cân nhắc tùy vào cái hợp cái phong thủy và hợp mệnh của mình nhá Tiếp theo là mình sẽ nói về phần ngoại hình thiết kế của chiếc Xiaomi Redmi 12C à, Cái cảm giác cầm nắm của mình khi mà mình cầm vào chiếc Redmi 12C này mình thấy nó khá giống với chiếc Redmi 10C Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn giữ được một cái thiết kế màn hình rất là lớn Một cái màn hình đó là 6,71 inch Thế cho nên nó kéo theo kích thước của cả một chiếc điện thoại nó lớn theo cái màn hình Tuy nhiên khi nhìn vào phía mặt lưng thì anh em hoàn toàn có thể nhận ra sự thay đổi đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ có hai camera đó, phía trên này, phía dưới này sắp xếp trong một cái cụm màu đen nổi lên Ở trong đó có chúng ta có vân tay và bên cạnh là chữ Redmi Ngoài ra thì chúng ta có chữ AI và phía bên này là cụm đèn flash à, Năm nay thì chúng ta sẽ chỉ còn có hai camera thay vì ba camera như chiếc Redmi 10C Cái phía mặt lưng của chiếc Redmi 12C này thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự khác biệt Đó là thay vì những cái kẻ kẻ dọc như chiếc Redmi 10C thì đây là cái đường kẻ gì Đường kẻ chéo và những cái đường vân chéo đấy anh em nhìn anh em hoàn toàn thể quan sát được đúng không ạ phía cạnh bên tay phải này chúng ta sẽ có nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng ở phía cạnh bên trái này mình sẽ tháo khay sim ra để xem nó nó sim nó như thế nào là nó có cắt bớt đi sim nào không ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có hai khay sim hai nano sim và hỗ trợ một thẻ nhớ và cái thẻ nhớ này theo thông số mình biết được thì nó tối đa lên tới hỗ trợ đến tới 512 GB không biết là có anh em nào dùng đến cái thẻ nhớ uh, 128 GB không chứ còn uh, 512 g thì quá nhiều đúng không? Rồi, đó là hai cái sim một thẻ nhớ, chúng ta hoàn toàn có thể lắp được đầy đủ các sim đúng không? Không bị cắt bớt đi sim nào và cũng không bị cắt bớt đi cái khe thẻ nhớ. Ở phía cạnh dưới chúng ta sẽ có loa ngoài với 6 cái lỗ loa, ở đây là cái cổng sạc micro. À, tiếp theo là chúng ta sẽ có mic thoại này. Phía cạnh trên này chúng ta sẽ có cái jack 3.5. Như vậy là ở chiếc Redmi 12C chúng ta sẽ không có cái cổng hồng ngoại. Đó, đây cũng là một cái tính năng mà À với cái dòng Redmi giá rẻ như Redmi dòng c của xiaomi thì người ta đã cắt bớt đi cái tính năng này đó thêm cái tính năng nào thì cộng tiền cái tính năng đấy rồi phía đằng trước này chúng ta sẽ có một cái loa thoại đó phía đằng dưới là chúng ta sẽ có một cái camera có độ phân giải Uh, camera selfie có độ phân giải là 5 chấm uh, và với cái uh, camera này thì nó làm trong một cái cụm màn hình giọt nước ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình có độ phân giải nó chỉ là HD cộng thôi tức là 720 x 1650 pixel và kích thước màn hình là 6,71 inch và mình cũng đã tìm thử trên chiếc Redmi 12C này nó có cái tần số quét 90 hay không nhưng mà chỉ có màn hình uh, tần số quét là 60 hẹp thôi uh, độ sáng tối đa của chiếc điện thoại này theo thông số mình cập nhật được thì nó là khoảng 500 nits như vậy cái mức độ sáng nó đã được nâng cao hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Nói để cho anh em thấy hình dung thì chiếc Redmi 12C nó sẽ bê nguyên cái bộ màn hình của chiếc Redmi 10C để lắp vào nhé Nói chung là đánh giá về cái phần ngoại hình của chiếc Redmi 12C này thì uh, mình thấy là cảm giác cầm nắm thì nó sẽ rất giống với chiếc Redmi 10C này, thay đổi ở phía cụm cam này. Còn về cái phần gọi là mức độ hoàn thiện hay là uh, những cái mức độ chi tiết của chiếc Redmi 12C này với một dòng Xiaomi đã Xiaomi giá rẻ thì chớ lại còn Xiaomi Redmi dòng C Thì nó lại Mình lại càng không quan tâm đến cái thiết kế Bởi vì cái thiết kế của nó là Thiết kế tối giản rồi đúng không anh em Một cái màn hình giọt nước này Một cái màn hình rộng này Rồi một cái thiết kế cầm cảm giác chắc chắn Thế là ổn thôi Và chắc chắn là một cái thiết kế nguyên khối và bằng nhựa đúng không anh em Và kích thước là sẽ là dài khoảng 168,8mm Ngang là 76,4mm Dày khoảng 8,8mm Và nặng khoảng 192 gram như vậy là cái kích thước này cái trọng lượng này nó cũng sẽ xem xem với chiếc Redmi 10C nói đến Xiaomi thì chắc là anh em quan tâm đến cấu hình nhất và quan tâm đến con chip nhiều nhất đúng không mình chia sẻ luôn với anh em cấu hình của chiếc điện thoại này là RAM 4G bộ nhớ trong 64G có một phiên bản là RAM 4 bộ nhớ trong 128 và con chip đó là CPU Helio G85 tức là của nhà MediaTek ấy, chứ không phải là Qualcomm Snapdragon 680 như chiếc Redmi 10C đâu đúng không anh em À, rất nhiều anh em yêu thích cái dòng chip rồng thì sẽ đánh giá là đây là một bước đi lùi đấy nhưng mà thực tế đối với cá nhân mình ấy, thì đây nó cũng là một cái bước đi sang ngang bởi vì con chip g85 mình đánh giá nó cũng không phải là quá yếu không yếu anh em ạ nhưng so với những cái dòng khác của những cái hãng khác cùng tầm giá thì nó không yếu đâu đó à, những dòng khác những hãng khác một số dòng ví dụ mình có thể kể ra đây thì người ta sẽ dùng uh, Exynos 850 cùng tầm tiền nhá. Exynos 850 gì nhỉ? Uh, P35, Helio P35, Helio G35 thì anh em thấy so với con uh, G85 này thế nào? Ok. Con G85 ok rất là nhiều đúng không? Rồi và mình cũng đã trải nghiệm một vài tự game ví dụ như là mình chơi lên con mobile thì mình thấy khá là ổn ở cái mức setting max setting luôn. Đó, mặc dù là không max setting được nhưng mà chỉ cần chơi ổn không bị đố fps thế là ok rồi mình chơi thì tạm thời mình thấy là như vậy mình sẽ có những cái trải nghiệm đánh giá chi tiết hơn về cái tựa game này trong những video sau nhé với con chip mediatek helio g 85 này thì chúng ta sẽ có 6 nhân Cortex a 55 1 8 ghz và 2 nhân Cortex a 75 2.0 ghz và con chip này được sản xuất trên tiến trình 12 nanomet 64 bit Điểm AnTuTu mà mình đã đo được trên chiếc Xiaomi Redmi 12C này Một số điểm cũng không phải là quá tồi 212.194 điểm với điểm CPU sẽ là 64.469 điểm GPU với Mali-G52 cái này thì hơi tồi này 39.749 điểm với uh, bộ nhớ sẽ là 45.333 điểm Và phần mềm sẽ là 62.643 điểm uh, Và đây là phiên bản Android 12 64bit À, với phần mềm của chiếc điện thoại này chúng ta sẽ có phiên bản khi mà mình mượn được chiếc điện thoại này về thì nó là phiên bản MIUI 13.0.2 nhưng sau đó thì mình thấy cái phiên bản cập nhật đó là 13.0.4 và mình đã cập nhật lên cái phiên bản 13.0.4 thì mình à, nói chung mình dùng mình thấy cũng khá là ổn nói thêm một chút về cái phần mềm của chiếc điện thoại này có một cái điểm trừ mình thấy khá là lớn như mình đã chia sẻ ở trên YouTube mình đã chia sẻ một cái bài đăng đúng không đó là chiếc Redmi 12C này không có game tu bổ không có game tu bổ nha anh em không có không có không có cái thay đổi giọng nói trong game tu bổ đã đành nhưng không có cái game tu bổ để anh em nghịch đâu cài thử thì mình chưa cài thử nhưng mặc định của nó không có game tu bổ thế cho nên mình nghĩ là nó cũng sẽ không có game turbo để anh em vọc vạch để anh em chú ý trước khi mua anh em phải lưu ý kỹ cái thông tin này nhé còn tổng kết lại về phần mềm của chiếc điện thoại này thì nó vẫn giữ khá là đầy đủ những cái tính năng của một chiếc điện thoại cơ bản mình sẽ chia sẻ riêng những cái tính năng này trong một video riêng uh, giới thiệu những tính năng hay và ít trên chiếc điện thoại này uh, cũng coi như là một bộ cẩm nang để anh em hướng dẫn sự, để anh em có thể sử dụng nhé và anh em đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh bấm chuông để nhận những thông tin mới nhất chúng ta sẽ chuyển qua phần tiếp theo đó là camera của Xiaomi Redmi 12C và mình cũng chia sẻ luôn với cái dòng Xiaomi giá rẻ hay là điện thoại giá rẻ thì cái camera này thì cũng chỉ ở cái mức đủ dùng để anh em ta có thể chụp ảnh lưu khoảnh khắc và update Facebook thôi chứ còn để mà một cái camera uh, tạo cái chất lượng ảnh hay là camera để anh em chụp gọi là sâu deep những cái hình ảnh mang tính chất nghệ thuật thì nó rất là khó đấy cái điều kiện tiên quyết khi mà chúng ta chụp ảnh thì chúng ta phải có cái gì? Ánh sáng, đủ sáng đúng không? Điện thoại nào cũng thế và đặc biệt chiếc Redmi 12C phải đủ sáng thì chụp mình nghĩ rằng nó mới ok được, mình đã test vài cái bức ảnh và anh em có thể quan sát. Ta sẽ có camera góc rộng đó là độ phân giải 50 chấm, camera chiều sâu là 0.08 megapixel, đấy 0 chấm. Rồi, một cái camera trước là độ phân giải 5 chấm với camera trước này thì chúng ta cũng đủ để selfie, uh, lưu khoảnh khắc rồi uh, camera uh, đủ để chúng ta gọi gọi điện đúng không? Chúng ta gọi Messenger, gọi Zalo. Đó, chỉ thế thôi. Còn một cái điểm nữa đó là khi mà mình mượn chiếc điện thoại này về thì mình không thấy cái miếng dán đằng trước này. Đấy, miếng dán mặt kính đằng trước này thì không biết nó có bị lột ra để người ta dán cực lớn hay không hay là nó không có sẵn. Thì nếu như anh em nào sở hữu rồi thì anh em hãy để lại comment của mình, ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Nếu mà bạn nào tinh ý hơn mà sử dụng Xiaomi uh, lâu năm sẽ nhận ra được là chiếc Redmi 12C này nó phần nào đó tổng hợp lại của hai chiếc điện thoại đó là Redmi 10C của năm ngoái và Redmi 9C của năm kia năm kia đấy. Đấy hai chiếc điện thoại tổng hợp với nhau là sẽ ra chiếc Redmi 12C. Tuy nhiên có cái sự nâng cấp so với Redmi 9C là nâng cấp về con chip đó là MediaTek Helio G85 so với thời điểm đó là G35 đúng không? Rồi, nhưng mà lại có một cái sự hạ cấp nho nhỏ đối với những em nào mà yêu thích chip Snapdragon 680 Tức, tất nhiên là con 680 thì mình đánh giá cao hơn con so với con Helio G85 này. Đó, nó là cái sự hạ cấp nhỏ nhỏ đúng không? Nó là tổng hợp của hai chiếc điện thoại đấy. Có không biết là anh em thấy chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 12C này như thế nào? Có đáng mua trong cái phân khúc giá từ 3 cho đến 4 triệu đồng hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!